Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 13 tháng 7. Phần chính của bản tin hôm nay vẫn là những cập nhật về tình hình lực lượng của các đội bóng lớn nhỏ trên khắp thế giới sau một nửa quãng đường của kỳ chuyển nhượng lớn nhất mùa giải. Nếu như nửa đầu phiên chợ hè là thời điểm các đội bóng xác định các mục tiêu quan trọng, thì nửa sau chính là lúc các câu lạc bộ tiến hành đàm phán và dứt điểm những mục tiêu đã theo đuổi từ tháng 5. Hãy cùng chúng tôi khởi động bản tin tổng kết ngày với một loạt tin vắn sau đây. Theo tờ Bild, câu lạc bộ Bayer Leverkusen được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt đến chân sút 30 tuổi Niklas Füllkrug. Mặc dù đội bóng của Xabi Alonso không định chi quá nhiều tiền trong phiên chợ hè tới đây, song với việc tiền đạo Patrick Schick đã gặp một chấn thương nặng, đội bóng nước Đức rất có thể sẽ phải dành một khoản ngân sách cho người thay thế. Schick đã gặp một chấn thương nữa trong quá trình hồi phục chấn thương trước đó của anh vào tháng 6. Theo như dự kiến thì phải đến cuối tháng 10 thì tiền đạo người Séc mới có thể quay trở lại tập luyện. Füllkrug chính là vua phá lưới Bundesliga trong mùa giải năm ngoái. Hợp đồng của tuyển thủ người Đức với Bremen có thời hạn đến tận năm 2025 và Bremen muốn ít nhất 20 triệu euro nếu buộc phải bán tiền đạo chủ lực của mình. Nếu thương vụ trên thất bại, Leverkusen sẽ chuyển sang trường hợp của tiền đạo 18 tuổi Alvaro Rodriguez, người đang thuộc biên chế của Real Madrid. Sau khi mua thành công Ruben Loftus-Cheek, AC Milan vẫn cố gắng đưa về thêm một tiền vệ nữa để tăng cường chất thép khu trung tuyến, đồng thời một tiền vệ nữa để giúp Rossoneri tránh được rủi ro thiếu người khi Loftus-Cheek phải ngồi ngoài vì chấn thương. Rất nhanh chóng, đội chủ sân San Siro đã ngồi lại với Valencia về thương vụ Yunus Musa. Cả hai bên đã đạt được những thỏa thuận nhất định. Vấn đề của họ nằm ở mức phí chuyển nhượng. Phía AC Milan đã đề bạt một mức phí rơi vào khoảng 12-13 triệu euro cộng kèm phụ phí. Đội chủ sân Messina ngay lập tức từ chối với lý do nhiều đội bóng khác đã gửi cho họ một con số tốt hơn. Tuy nhiên, Rossoneri đã cương quyết với lời đề nghị của mình. Bộ đôi Fulaini và Moncada dự kiến sẽ không trả cao hơn mức định giá thực của Musa. Không chỉ dừng lại ở thương vụ Yunus Musa, với việc Porto đã giảm giá cho tiền đạo Taremi xuống còn 20 triệu euro, AC Milan đang cố gắng xoay sở nguồn tiền để đặt giá cho chân sút người Iran. Để làm được điều đó, Rossoneri cần phải đẩy bớt đi nhóm cầu thủ dự bị. Trong đội bóng mới đây, Nice được cho là đã mở những cuộc thương lượng nghiêm túc về trường hợp của hậu vệ trái Fode Baloture. Vào năm ngoái, Nice đã từng hỏi mua tuyển thủ người Senegal một lần, nhưng đã bị chính Touré từ chối vì anh muốn tập trung cho Milan. Thế nhưng, sau một năm nữa không được ông Pioli trọng dụng, Touré đã quyết dứt áo ra đi với mức giá của anh rơi vào khoảng 3-3,5 triệu euro. Rất nhiều nguồn tin ở Italia đã đồng loạt tiết lộ việc Napoli đã đạt được thỏa thuận cá nhân trong thương vụ Davide Fraoni chuyển đến từ Hellas Verona. Tờ Sport Italia và tờ Tutto Mercato đều tự tin rằng mọi thứ sẽ được hoàn tất trong một vài ngày tới. Verona dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 3 triệu euro cho chân chạy cánh sắp bước qua tuổi 32 này vì mức lương của anh đang rơi vào khoảng 1 triệu euro mỗi mùa. Nếu đến đội bóng miền Nam Italia, Fraoni sẽ thi đấu ở vị trí dự bị cho đội trưởng Di Lorenzo. Nhưng mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng vì hậu vệ sinh năm 91 đã nhận thức rõ được tình thế của anh. Trong mùa giải năm ngoái, anh đã có được 3 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 25 lần ra sân. Tại La Liga, Real Betis là một trong những câu lạc bộ đã có những động thái rõ rệt trên thị trường chuyển nhượng để thực hiện hóa tham vọng Champions League của họ trong mùa giải năm sau. Hector Bellerin, Roca và Alex Colado đã được chiêu mộ để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Ở chiều ngược lại, Real Betis nhiều khả năng cũng sẽ chia tay trụ cột Sergio Canales vào phiên chợ hè năm nay. Câu lạc bộ Monterrey de Rayados đã gửi đến Betis một lời đề nghị trị giá đến 20 triệu euro kèm mức lương 5 triệu euro mỗi mùa. Nếu thương vụ trên diễn ra, đây sẽ là kỷ lục mua bán của cả giải đấu Mexico. Chỉ cần Canales đồng ý chuyển đến Trung Mỹ để thi đấu, Betis sẽ lập tức đẩy nhanh vụ tiền vệ Stefano Sensi. Phía đại diện của La Liga cũng đã có những cuộc thương lượng với Inter Milan về tuyển thủ người Ý. Sensi cũng đã đồng ý chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu nếu hai câu lạc bộ đạt được thỏa thuận về mức phí với nhau. Cựu giám đốc thể thao của AS Monaco, ông Emiliano mới đây đã được bổ nhiệm làm vị giám đốc đầu tiên của giải đấu vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Theo tờ The Athletic đưa tin, ba lãnh đạo giải đấu đánh giá rất cao những gì mà giám đốc 58 tuổi đã làm được trong suốt những năm công tác tại Monaco cũng như Chelsea. Họ hy vọng rằng ông Emiliano sẽ có một chiến lược hoàn hảo để thu hút các ngôi sao danh tiếng về đây chơi bóng. Theo nhà báo Hosner đến từ báo Kicker, tiền vệ Sadio Mane đã được mời vào phòng họp riêng với ba lãnh đạo của Bayern Munich. Trong buổi trao đổi nội bộ trên, thượng tầng của Bayern đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng tuyển thủ người Senegal sẽ không nằm trong kế hoạch của đội bóng vào mùa giải năm sau. Họ muốn Mane chấp nhận những lời đề nghị kích xù mà đội bóng đã nhận được từ Ả Rập Xê Út. Với việc Arsenal gần như đã mang về hậu vệ phải Julian Timber, câu hỏi được đặt ra cho họ chính là việc tuyển thủ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu sẽ thi đấu ở đâu khi mà cả anh Timber và Guay đều thi đấu chung vị trí với nhau. Trong đoạn tư liệu từ Inside Training của Arsenal, người ta thấy rằng huấn luyện viên Arteta dường như đã tìm ra được lời giải cho bài toán trên.
Cụ thể, Tomiyasu sẽ thi đấu như một hậu vệ trái trong mùa giải tiếp theo. Thực tế thì đây không phải là một phương án mới, khi mà đích thân chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã thử nghiệm phương án này trong một vài trận đấu từ cuối mùa giải trước, song cũng không thực sự quá hiệu quả. Thế nhưng trong buổi tập gần đây, người ta có thể thấy rằng hậu vệ 24 tuổi đã có những pha phối hợp khá ăn ý với người trùng cánh là Ray Nelson. Đây chính là những tín hiệu tốt cho đội chủ sân Emirates. Nếu Tomiyasu có thể thích ứng được, Arsenal sẽ tiết kiệm một khoản rất lớn mà lẽ ra họ phải chi để mua thêm một người đá cánh trái dự bị cho Zinchenko. Atletico Madrid đang có một mùa chuyển nhượng tương đối bận rộn. Họ đã mang về Javi Galan, Carla, Sonjonku, Apilicueta và Mourinho. Song song với việc đó, đại diện thành Madrid cũng phải tìm đầu ra cho các thủ không nằm trong kế hoạch của mình để giảm tải quỹ lương. Theo tờ Foot Mercato, Marseille đang là đội bóng dẫn đầu cuộc đua sở hữu chữ ký của ngôi sao đang bị thất sủng, Renan Lodi. Mức phí mà đội chủ sân Velodrome đưa ra đang rơi vào khoảng 15 triệu euro đến 20 triệu euro cộng kèm phụ phí. Tuyển thủ người Brazil đã bắt đầu cởi mở hơn với phái đoàn đến từ Pháp. Thương vụ trên dự kiến sẽ có nhiều tiến triển quan trọng trong tuần tới. Nhắc đến Renan Lodi, không thể không nhắc đến người đồng cảnh ngộ với anh là João Félix. Đây là hai cầu thủ bị ban lãnh đạo đội bóng bắt tập với đội trẻ trong ngày hội quân trở lại. Hiện tại thì chỉ có Paris Saint-Germain là đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng nhu cầu Atletico Madrid trong việc mua lại João Félix. Thế nhưng mọi thứ đã trở nên nguội lạnh kể từ khi đội bóng thủ đô nước Pháp dành sự quan tâm đến Marco Asensio. Theo tờ Gazzetta dello Sport, Aston Villa mới chính là đội bóng dẫn đầu cuộc đua có được chữ ký của tuyển thủ người Bồ Đào Nha, khi mà Paris Saint-Germain không hứng thú của Benfica, chỉ muốn mượn, đội chủ sân Villa Park sẵn sàng mượn kèm điều khoản mua đất. Vậy nên phía Atletico Madrid cũng rất mong muốn có thể thúc đẩy thương vụ trên. Thế nhưng nếu mức giá mà Roger Blancos đưa ra là quá cao, Aston Villa hoàn toàn có thể chuyển sang Jack de Carterer với mức giá chỉ từ 25 đến 30 triệu euro mà thôi. Phía West Ham đang tỏ ra cực kỳ khó chịu với cách làm việc của ban lãnh đạo Arsenal, nhất là trong thương vụ Declan Rice. Dường như mọi thứ trong thương vụ chuyển nhượng Rice đến Arsenal đã hoàn thành xong, thế nhưng pháo thủ lại chần chừ trong việc gửi tiền cho West Ham. Điều này khiến cho The Hammers đang bị giam vốn và không thể dùng số tiền đó để chi cho các thương vụ khác thay thế. Một số nguồn tin thân với Arsenal cho biết rằng đây chẳng qua là một chiêu trò nhằm trả đũa West Ham của đội chủ sân Emirates. Chính West Ham là đội bóng cố tình tỏ ra chậm rãi trong lúc đàm phán mua bán. Câu lạc bộ này cũng đã gọi Manchester City vào đấu giá với mục đích làm tăng giá bán lên, và đó chính là nguyên nhân khiến Arsenal thực hiện hành động mang tính cảnh cáo này. Đích thân Fabrizio Romano đã lên tiếng phát biểu rằng thương vụ Declan Rice không có gì trục trặc cả, mọi thứ đều đã được ký kết xong, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp thì Arsenal mới công bố mà thôi. Song song với thương vụ Declan Rice, Arsenal tiếp tục công cuộc bổ sung tuyến giữa của mình. Lần này họ đã nhắm đến sao trẻ Bitello đến từ Brazil. Theo nguồn tin địa phương, định giá của Bitello rơi vào khoảng 12 đến 13 triệu bảng Anh. Trong số đó, 8,5 triệu bảng sẽ được trả cho câu lạc bộ Gremio, đội bóng sở hữu 70% Bitello, và khoảng 4 triệu bảng còn lại sẽ được trả cho 30% quyền sở hữu của đội bóng Cascavel ở giải hạng tư Brazil. Ban huấn luyện ở Arsenal đánh giá Bitello sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo để thi đấu cặp với Declan Rice trong mùa giải tới. Alex Telles đã chơi nổi bật trong mùa giải trước cho Sevilla. Tuyển thủ người Brazil đã dần dần chiếm được một suất đá chính thường xuyên hơn từ hậu vệ Marcos Acuña. Anh cũng có công lớn trong chiến tích vô địch Europa League trong mùa giải năm ngoái. Mặc dù đã tạo được ảnh hưởng nhất định ở Andalusia, nhưng có vẻ như Telles sẽ không trở lại Sevilla vào mùa hè này. Telles đã có những chia sẻ về tương lai của bản thân với tờ Mundo Deportivo rằng: "Tôi cũng không biết rằng tương lai mình sẽ đi về đâu, liệu tôi có trở lại Sevilla hay như thế nào. Không ai nói gì cả, tôi chỉ biết mình vẫn còn hợp đồng với Man United thôi. Kỳ thực mà nói thì tôi chưa nhận được tin tức gì từ Sevilla." Với việc Sevilla vừa chiêu mộ Andrea Pedroza từ Espanyol để cạnh tranh với Acuña, việc Telles trở lại đội bóng xứ Andalusia là tương đối khó xảy ra. Trong mùa giải vừa qua, Favre đã phải đến thi đấu cho Lorient dưới dạng cho mượn do không đáp ứng được chuyên môn ở Lyon. Nhưng từ đây anh đã quay trở lại với phong độ vốn có của mình và đã được nhiều đội bóng lớn dòm ngó. Câu lạc bộ Bournemouth đã bất ngờ xuất hiện trong thương vụ của Romain Favre và đánh nhanh rút gọn trước sự ngỡ ngàng của các bên. The Cherry được cho là đã mua đứt tiền vệ của Olympique Lyon, sau đó đội bóng ở Anh tiếp tục cho chính Lorient mượn tiếp thêm một năm nữa rồi mới lấy về. Cả Bournemouth và Lorient đều có những mối quan hệ tương đối khăng khít do giới chủ của Bournemouth đã mua 40% cổ phần ở Lorient vài tháng trước. Trước đó, Dango Ouattara của Lorient cũng đã đến The Cherry với mức giá khoảng 20 triệu euro để giúp đội bóng ở Premier League tránh xuất xuống hạng. Mức giá cho Romain Favre đã rơi vào khoảng 16 triệu euro. Đây là con số đã làm hài lòng được cả Lyon lẫn Bournemouth. Chúng ta đã đi qua hết phần bản tin buổi chiều. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
trên hệ thống kênh của Bình Luận Viên Anh Quân. Chúc các bạn có một buổi tối an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin ngày mai.